Du lịch Sapa tháng 1 sẽ cho bạn khá nhiều lựa chọn về nơi lưu trú. Và nếu bạn là người có tài chính tốt thì nên chọn tại khách sạn 4 sao hay resort chất lượng cao. Nếu điều kiện kinh tế hạn hẹp thì bạn có thể lựa chọn khách sạn 3 sao. Đối với học sinh hay sinh viên, để tiết kiệm được chi phí có thể chọn khách sạn 2 sao hoặc homestay cũng rất phù hợp. Cần đặt phòng khách sạn Sapa giá rẻ cứ liên hệ mình nhé 0962252383.